ông mà. Nó cỡ nãy nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Thôi à, ủa mà sao ông vô đây kia vậy? Không, cho anh em có đứng chỗ nào? Con đang ở cổng số 7, con chưa thấy ba đâu ạ. Sao lại ra cổng số 7 à? Ủa? Vâng ạ. Ba này đang đứng chờ cổng số mấy đây? Đây có phải cổng số 7 quái đâu. Con bảo là cổng trước mà, trước là cổng số 7 rồi ba. Ba dặn con là ra cổng ở chỗ đoán đón ấy cơ mà, đón đi 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 hôm bể bơi cơ mà. Tôi đều có đứng ở đây ba ra ba đón. Thì đây chả là cái chỗ ở đâu. Để em đi ra. Thôi đứng yên anh. Ờ ok ạ. Chào ba. Chào con. À, ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Không đứng đây chi? À, tôi tính xin vô về dưỡng lão này ở. À, thì ra cũng là con đuổi vô đây vậy. Còn lâu. Không có đứa nào đuổi tôi vô nữa. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ mấy bà. Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm. Nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng nhìn bốn bức tường chung quanh, buồn thấy bà luôn. Không à, không gì mà cứ đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhà chết đói hả? Nè 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 nè. Bà nói gì cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà, không có biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết ông chết cái mẹ, ông cho đầu đi. Ông không nói cho nó biết được, nó không phải đi làm mà. Ông không làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Là tôi phải nói nó biết hả? Quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc mình không phải nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy vậy đó. Bà nói gì là sai, bà nói vậy là sai à. Vô đây á. Nhanh lên, nhanh lên. Có người chăm sóc, chăm lo cho mình. Đường đang tắt nó cũng ổn định. Tôi ở trong này mấy năm được có kinh nghiệm. Cái ngon kinh nghiệm nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Cho nó level là ấp ấp không có đau. Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái. Một cái quạt á. Vô thử đi rồi biết. Ê, xe bích tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Phải nửa tiếng rồi mới tới. Hey, ok, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Mm-hmm.